Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại với việc hôm nay chúng ta sẽ khám phá và đánh giá một chiếc đồng hồ đến từ bộ sưu tập Audemars Piguet Royal Offshore với biệt danh là Vampire Macaron. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, vẫn là cái hộp AP quen thuộc. Đó, nhân vật chính của chúng ta đây. Anh em đang có thể thấy được không ạ? Và đây chính là chiếc đồng hồ Royal Offshore mang tên là Vampire. Tại sao chiếc đồng hồ này lại là Vampire? Thì như anh em đang thấy, cái màu sắc tông chủ đạo của chiếc đồng hồ này đó chính là đen và đỏ. Trong cái giới đồng hồ thì chúng ta có thể thấy được rằng màu đỏ là màu rất là đẹp. Tuy nhiên, nếu mà màu đỏ ấy chiếm cái tỷ lệ lớn ở trên một chiếc đồng hồ, ví dụ như là mặt số rất là nhiều màu đỏ này, dây rất nhiều màu đỏ này, hay thậm chí là cái màu đỏ ở trên toàn bộ cái lớp vỏ, ví dụ như những chiếc Piblo với cái vỏ ceramic màu đỏ ấy, thì khi chúng ta đeo chúng ta sẽ thấy nó rất là nổi bật, nhưng nó sẽ kén người đeo. Đó là lý do tại sao mà rất ít thương hiệu lại chọn màu đỏ làm cái màu chủ đạo. Tuy nhiên, màu đỏ trong thiết kế đồng hồ ấy, nó lại có một điểm rất là hay như này, làm điểm nhấn rất là đẹp. Điểm nhấn thì chúng ta có thể thấy được những cái chiếc Daytoner có dòng Daytoner màu đỏ, đó rất là điểm nhấn, rất là bắt mắt. Và chiếc Vampire của Offshore này cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy ở một cái vòng tachymeter ở phía trong, ở trong mặt số, nó được có một cái viền đỏ. Tiếp đến đó là bộ kim đỏ. Bộ kim đỏ ở đây chúng ta sẽ có cái kim chronograph này, cũng như là kim đếm 30 phút và kim đếm 12 tiếng. Tiếp đến màu đỏ tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được ở phần dây. Phần dây nó là cái cạnh đỏ như này. Hiện tại thì bây giờ rất nhiều thương hiệu làm cái dây cao su màu đen ở phía mặt trên và thân là màu đỏ. Ví dụ điển hình đó chính là dây rubber bee. Nó sẽ làm tôn lên cái dây, và cái dây nó không chỉ là một màu đen, nó sẽ có điểm nhấn với các cái chỉ đỏ. Đó là tôi đang nói về màu sắc của chiếc đồng hồ này. Chủ đạo thì nó sẽ là màu đen với điểm nhấn màu đỏ, với vỏ được làm từ thép với màu kim loại. Giá chiếc đồng hồ này, giá hãng nó khoảng tầm 31.500 USD. Và bật mí cho anh em một điều là năm ngoái chúng ta chỉ mua chiếc đồng hồ này khoảng 24-25 ngàn thôi. Nhưng năm nay nếu mua được chiếc đồng hồ này với giá retail, tôi xin chúc mừng các bạn đã dư ra được khoảng 10% so với giá thị trường ở phía bên ngoài giao dịch. Chúng ta có thể tham khảo ở Chrono 24, chiếc online đồng hồ lớn nhất trên thế giới, thì mức giá nó dao động khoảng 35.000 cho đến 40.000 USD cho một chiếc đồng hồ Vampire mới này. Đó, thế nên là nói một chút về cái trend hiện tại, đó chính là luxury sportwatch. Thì trong khoảng tầm 1 năm đến 2 năm trở lại đây thì luxury sportwatch tăng giá rất là cao, rất là điên cuồng, rất là kinh khủng. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy được với những chiếc Rolex Sport này, Richard Mille này, Patek Philippe Nautilus này, và bây giờ là Royal và Royal Offshore. Tôi phải nói là quá là crazy, cao hơn giá retail tận hơn 10%, trong khi vừa mấy năm ngoái chỉ có 25-27 ngàn USD. Chúng ta có thể dễ dàng mua được mẫu Vampire này. Chiếc đồng hồ này nó khác hơn rất là nhiều so với những cái chiếc đồng hồ thế hệ trước đây, là AP đã lắng nghe người tiêu dùng và thay thế cái vành bezel và các nút bấm bằng ceramic. Thì cái việc thay thế các cái nút bấm và vành từ ceramic thì chúng ta trước đây là cao su anh em nhé, trước đây các núm và vành bezel là cao su, nó sẽ dẫn đến một hiện tượng đó là cái chất liệu nó sẽ bị hỏng, nó sẽ qua quá trình sử dụng ấy, chúng ta sẽ bị, khi chúng ta ấn này hay là chúng ta rút núm này, chúng ta trong cái quá trình sử dụng ấy, dễ bị móng tay của chúng ta ấn vào khiến, hay là va đập, thì sẽ khiến cho cái vành cao su nó sẽ bị vết, nó sẽ có bị vết. Lâu dần 2-3 năm, 5-7 năm là nhìn trông nó sẽ rất là cũ. Với thế hệ hiện tại Chronograph Offshore 26470, với chiếc đồng hồ này nó là SO, nó tượng trưng cho vành bezel là ceramic. Thì cái phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ trường tồn rất là lâu, trừ khi là chúng ta va đập rất mạnh là nó khiến cái vành ceramic nó bị vỡ, thì lúc đấy chúng ta mới buộc phải thay. Còn nếu như chúng ta sử dụng bình thường nhé, cái vành ceramic này rất bền, rất đẹp, 5 năm, 10 năm sẽ vẫn như là cái thời điểm lúc đầu chúng ta mua mới. Tôi khẳng định các bạn là như vậy. Chúng ta sẽ đi đến tiếp cái phần mặt số phía bên trong. Mặt số của chiếc đồng hồ này là phần mặt số màu đen với những cái đường vân Mega Tapestry. Đó,
nó khác hơn rất là nhiều so với những cái phiên bản Royox. Là Royox sẽ sử dụng cái vân là Petit và Grand, đó là những cái các bạn hiểu đơn giản như này thôi. Mega là to đúng không? Thì những cái đường vân vuông vuông ở trên cái mặt số của chiếc offshore này nó to hơn những cái phiên bản Royox thông thường đó, thế nên là gọi là mega. Với những cái phiên bản mà sport ấy, thì 42 nó là một size rất là đẹp đối với người Việt Nam của chúng ta đó, không bị quá to cũng không bị quá nhỏ đó. Case của chiếc đồng hồ này thì được làm từ thép với độ hoàn thiện là trải xước. Chúng ta sẽ thấy được những đường trải xước rất là mịn, rất là đẹp ở phần tay càng này, phần case này, phần hông này, và ở giữa những cái phần đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái vát đánh bóng nhỏ thôi nhưng rất là tinh tế ở các cái phần kéo từ phần case đến phần tay càng, phần bảo vệ nút bấm Chrono Wrap hay là phần bảo vệ núm chỉnh. Tôi phải nói đây là rất góc cạnh và được hoàn thiện rất là đẹp mắt và cuốn hút. Chúng ta sẽ thấy những đường chảy xước ở đây nếu như chúng ta làm những cái đường brush finish ở trên cái thân vỏ thì nó dễ hơn ở phần này rất là nhiều. Ở phần này thì chúng ta sẽ tốn công hơn, bởi vì sao? Vì tiết diện nó khác, tiết diện nhỏ và nó vát đi đó, để tạo ra được những cái đường xước brush finish mềm mượt đều, nó tốn rất là nhiều công sức đó. Các bạn cũng đừng quên vành bezel của chiếc đồng hồ này cũng có 2, 4, 6, 8 8 đinh vít với các cái đường rãnh sẽ tạo thành một vòng tròn, và khác với những thương hiệu khác là chúng ta sẽ dùng cái vít này vít từ trên xuống, không phải đâu, chúng ta vít từ dưới lên, và cái vít ở phía bên trên cái vành bezel này chỉ để trang trí thôi. Và về phần dây cao su của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được màu đen là màu chủ đạo và đỏ là điểm nhấn tông su tông với cả mặt số của chiếc đồng hồ này đó, đen và đỏ rất là phù hợp với nhau. Khóa của chiếc đồng hồ này là khóa đơn. Ưu điểm khóa đơn ấy khi đi với cả những chiếc đồng hồ sport ấy là nhìn nó tăng cái tính sport của nó, tăng cái tính sport lên. Tuy nhiên là nhược điểm của khóa đơn này là dễ, nếu như chúng ta đeo không cẩn thận sẽ dễ rơi đồng hồ. Đây là một cái cảnh báo tới anh em, đó chính là việc mà chúng ta đeo những đồng hồ khóa đơn, mà nhất là những chiếc đồng hồ sport ấy, kể cả là sport này, kể cả là titan, thép hay là vàng, nó đều rất là nặng hơn những chiếc đồng hồ thông thường đó, bởi vì kết cấu này, bộ máy này đều nặng hơn những chiếc đồng hồ dress watch. Thế nên là nếu như trong cái quá trình chúng ta sử dụng ấy, chúng ta dùng khóa đơn này, chúng ta dễ bị rơi, mà đã rơi thì hỏng rất là nặng đó, khó có thể sửa chữa. Và việc chúng ta sửa chữa, chúng ta đem vào hãng thì nó vừa tốn chi phí và vừa tốn tiền. Vậy thì một cái cách mà chúng ta rất là đơn giản để dùng cái khóa này đó chính là chúng ta hãy ngồi xuống, đặt chiếc đồng hồ lên đùi và chúng ta đeo khóa. Đó là cái cách mà an toàn nhất và nó sẽ giảm thiểu rủi ro khi chúng ta đeo khóa đơn. Đó là về ngoại hình cũng như là mặt số của chiếc đồng hồ này. Chức năng của nó thì như tôi đã nói, nó là chronograph, đúng không ạ? Chronograph đếm 30 phút và 12 tiếng. Đó, ô lịch thì được đặt ở góc 3 giờ. Cái logo AP, Audemars Piguet thì được đặt ngay cạnh ô lịch ngày. Tuy nhiên là đây, nói về bộ máy một chút. Bộ máy của chiếc đồng hồ này, tôi thích nói về bộ máy rất là nhiều, bởi vì sao? Bởi vì là máy nó thể hiện được cái quá trình phát triển của thương hiệu. Chronograph của chiếc đồng hồ này thì nó không phải là chronograph tích hợp mà nó vẫn là dạng module. Nếu như anh em có quan tâm và muốn tìm hiểu sâu hơn về chronograph tích hợp và chronograph module thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu video này anh em nhé. Đó, và cái chiếc đồng hồ này nếu để đánh giá sâu xa hơn thì tôi không đánh giá cao cái chức năng chronograph nó lắm, bởi vì nó là chronograph dạng module. Thì đại loại anh em có thể hiểu tưởng tượng là nó sử dụng một cái base máy khác, một cái base máy mà AP in-house 3120 chạy ổn định, và họ đưa một cái module chronograph lên phía bên trên cụ máy ấy, dưới mặt số ấy. Đó thì chúng ta gọi đấy là module. Đó. Tuy nhiên bây giờ hiện nay ấy, như chúng tôi cập nhật được ấy, thì những cái chiếc đồng hồ AP offshore mới nhất hiện tại và Royox chronograph hiện tại đã sử dụng cụ máy in-house của AP Audemars Piguet. Nó sử dụng cái cỗ máy tích hợp rất là hiện đại, lần đầu tiên được đưa lên là trên cái bộ máy chronograph COD code đó, và bây giờ họ đã nhân rộng ra trên Royox và Royox offshore, rất là tuyệt vời, cỗ máy rất đẹp, nhìn trông đỉnh cao cơ khí luôn. Thôi, tuy nhiên là quay trở lại chiếc đồng hồ này thì cái bộ máy chúng ta sẽ nhìn thấy nó khá giống với những cái chiếc ba kim một lịch. Sử dụng cái cỗ máy 3120 thông thường, không có quá nhiều điểm khác biệt với rotor chạm khắc hình gia huy nhà AP. Nói quá nhiều ở những video trước đây rồi.
Chiếc đồng hồ này thì có 59 chân kính và thời lượng clock khoảng 50 tiếng với chức năng là chronograph và ngày. Đó. Như anh em đang thấy, tại sao Sportwatch lại trend trong những năm hiện tại? Bởi vì chúng ta có mặc một bộ đồ sport hay là chúng ta mặc một bộ suit thì cũng rất là đẹp. Và tại sao? Đó cũng là một trong những lý do khiến cho những chiếc đồng hồ sport được ưa chuộng rất là nhiều hơn so với những chiếc dress hay gọi là cổ điển đó. Đây là cuối của video này rồi, thì tôi có một cái mong muốn là anh em có suy nghĩ như thế nào về chiếc Vampire hay là chiếc Royox offshore này thì hãy cùng comment ở phía dưới video. Tôi rất là hy vọng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những chiếc đồng hồ Royox và Royox offshore sử dụng cái cỗ máy chronograph tích hợp mới nhất từ AP và đem về Việt Nam để review tới quý vị khán giả xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả và các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.